Chào mừng quý vị và các bạn đến với một không gian đầy hương sắc và mùi vị của ẩm thực cuộc sống. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có được một món ngon Mạnh Tùng nghĩ rằng rất nhiều người đang quan tâm. Bởi vì trong thời gian vừa qua chúng tôi đã nhận được rất nhiều thư từ và ý kiến từ phía khán giả xem truyền hình. Đó là muốn có được những bí quyết để làm được món bánh flan thật là ngon và bắt mắt. Và người sẽ giúp chúng ta có được những bí quyết để làm được các món bánh flan hấp dẫn này đó là đầu bếp Khánh Hà. Chào bạn. Chào Mạnh Tùng, chào quý vị khán giả đang xem chương trình. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn món bánh flan kết hợp với rau câu, với phô mai và cả trà xanh nữa. Vậy thì mình cần phải chuẩn bị nguyên liệu nào để làm cho nó liên tục và không bị gián đoạn? Có trứng nè, có đường, một chút xíu muối, sữa tươi, rau câu cà phê, cream cheese và trà xanh. Toàn những nguyên liệu rất là dễ kiếm, chúng ta mua ngoài chợ hay là siêu thị. Vấn đề quan trọng đây là mình pha chế thế nào để nó ra được món bánh flan ngon theo đúng nghĩa. Bây giờ mình chuẩn bị thao tác gì đây bạn? Đầu tiên thì mình sẽ làm caramel để mình tráng cái cốc sứ của mình ha. Mình sẽ lấy một cái chảo mình cho đường vào đó. Đây cái chảo này. Rồi. Đủ nhỏ. Được rồi. Rồi. Mình sẽ cho một ít đường vào. Một chút xíu nước. Nước thì mình cho vừa đủ ướp đường thôi, chút xíu thôi. Trong khi chờ caramel vàng thì Mạnh Tùng cho mình sữa vào đây để mình có thể đun ấm sữa. Với 3 trứng thì mình sẽ dùng 300ml sữa. 300ml sữa, rồi. Rồi, mình cho sữa lên bếp. Rồi, bạn để quanh đây, mình đun nóng sữa. Đun nóng sữa thì mình dùng lửa vừa vừa thôi. Quay lại với lại caramel thì bây giờ bong bóng nó đã to rồi. Bắt đầu lúc này thì mình cần chú ý hơn là bong bóng nó sẽ chuyển qua màu cánh gián, từ cánh gián nó sẽ chuyển qua đen rất là nhanh. Rồi bây giờ thì Mạnh Tùng thấy là nó bắt đầu nó vàng rồi. Thì lúc này là lúc mà mình nên để mắt tới, có nghĩa là lúc này thì mình lắc đều cho cái caramel này nó sẽ vàng hơn và nó vàng đều hơn. Đây Mạnh Tùng thấy bây giờ là nó vàng rồi ha. Lúc này thì mọi người nên cẩn thận là hỗn hợp nó sẽ rất là nóng. Vàng như vậy mình tắt lửa là vừa rồi. Mình lắc một chút nữa là để cái hỗn hợp nó sẽ đậm màu hơn một chút nữa là mình có thể dùng được. Chứ đừng có để tới lúc mà nó đậm màu mà mình mới tắt lửa thì cái lúc đó cái chảo nó vẫn còn nóng thì nó sẽ làm cho cái hỗn hợp này nó bị đen thui đi. Thì lúc đó nó sẽ cái bánh ra lò nó sẽ bị rất là đắng. Rồi bây giờ mình sẽ cho vô 3 cốc ha. Như nó kẹo luôn mà ở dưới đáy đúng không? Đúng rồi, mình sẽ lắc cho nó đều hết cái hỗn hợp ở dưới đáy ha. Rồi được rồi đó Mạnh Tùng. Để thì cái này bây giờ mình sẽ để nguội lại rồi sau đó mình sẽ cho hỗn hợp vào. Lúc này thì sữa bắt đầu sôi rồi. Mạnh Tùng cho mình xin một cái tô để mình đập trứng vô nha. Mình lấy cả lòng trắng lòng đỏ hay là mình lấy? Đúng rồi, mình lấy cả nguyên trứng luôn. Để cho bánh flan mình thơm hơn á thì mình thường sẽ cho một chút xíu tinh chất vani vào. Mạnh Tùng cho mình khoảng một muỗng cà phê vani thôi, một tí thôi. Rồi bây giờ Mạnh Tùng dùng cái phới lòng, Mạnh Tùng khuấy nhẹ thôi nha, khuấy cho nó tan thôi là được. Khuấy mạnh cho nhanh. Khuấy mạnh thì khi mà mình hấp thì cái hỗn hợp nó sẽ bị phồng lên và nó bị rỗ. Nên cái này mình chỉ khuấy cho nó hòa đều cái lòng trắng với lòng đỏ lại với nhau thôi. Lúc này thì sữa nó cũng đã nóng rồi. Thì khi mà Mạnh Tùng khuấy đều hết thì mình có thể cho sữa vào cái hỗn hợp trứng. Bây giờ sữa nó đang nóng nè. Thì mình sẽ cho sữa, vừa cho sữa vào vừa khuấy. Bây giờ Hà sẽ cho sữa và Mạnh Tùng sẽ khuấy cái hỗn hợp này lên nha. Mình sẽ cho sữa nóng vào trứng chứ mình không cho trứng vào sữa nóng. Tại vì nếu mà cho như vậy mọi người sẽ có một cái thành phẩm là cháo trứng. Vì trứng nó vô đây nó sẽ chín và nó sẽ lợn cợn. Nên mình chỉ cho sữa nóng vào trứng và khuấy, vừa cho vừa khuấy. Mình cũng cho từ từ chứ không được. Đúng rồi, mình sẽ cho từ từ từng muỗng thôi. Để tránh cái trường hợp mà trứng nó sẽ bị chín trước khi là mình cho vô lò hấp. Hỗn hợp trong tô này đầy rồi, Mạnh Tùng đổ cái hỗn hợp trứng với sữa này vô đây để mình khuấy một lần nữa để cho nó hòa đều cái hỗn hợp này với nhau đã. Cho phải nhẹ tay đúng không? Đúng rồi, nhẹ thôi, mình sẽ khuấy ở dưới này. Rồi, đúng rồi.
Lúc này để cho cái bánh mình nó được mịn á, thì mình sẽ lược lại một lần nữa qua một cái tô lớn hơn. Đầu tiên Mạnh Tùng sẽ cắt cái này ra thành sợi sợi. Sợi nhỏ. Sợi nhỏ. Mọi người có thể chế biến tùy theo ý thích. Có thể là cắt hạt lựu cũng được, cắt thành sợi sợi cũng được. Xong. Rồi, Mạnh Tùng cho vào một cái cốc. Với phô mai thì mình cho khoảng một muỗng này. Mạnh Tùng dùng cái nĩa, Mạnh Tùng nhâm cho nó mềm, nhuyễn cái phô mai này ra. Thí dụ nếu mà mọi người thấy khô quá và khó mà đánh tan được cái phần cream cheese, mọi người có thể cho một chút xíu hỗn hợp này vô để cho dễ hòa tan nó. Mình sẽ hòa một chút xíu bột trà xanh. Mình cũng hòa với một chút cái hỗn hợp bánh flan này để cho mình đánh tan. Rồi, cái phần hỗn hợp của Tùng cũng đã nhuyễn rồi. Bây giờ mình sẽ cho cái hỗn hợp bánh flan này. Đánh vậy mà nó tan hết rồi. Rồi, mình Tùng đánh cái đó cho nó tan đều với lại phô mai nha. Bên đây Khánh Hà cũng cho vào cái hỗn hợp trà xanh của mình luôn. Rồi, như này chưa bạn? Rồi bây giờ thành phẩm cũng đã tan hết tương đối rồi, mình sẽ cho vào cốc. Rồi Mạnh Tùng dùng cái lược, do cái phô mai thì mình vẫn chưa có tan hoàn toàn nên mình sẽ dùng lược để mình lược ra những cái phần mà nó còn lợn cợn. Cứ đổ nhẹ nhẹ mà đúng không? Cứ đổ vào. Tiếp theo là tới trà xanh ha. Rồi. Mạnh Tùng cũng để cái rây vô để mình lược nó lại một lần nữa để mình tránh những cái phần lợn cợn và mình đảm bảo cho cái hỗn hợp của mình nó được. Và món cuối cùng của mình là cái hỗn hợp này, bánh flan mình sẽ cho vào cái phần rau câu cà phê mình đã chuẩn bị sẵn lúc nãy. Và bây giờ mình sẽ đem qua nồi mình hấp ha. Chú ý là khi hấp thì mình để nồi nướng thật là sôi bùng lên. Mình hãy cho cái cốc này vào. Rồi cho 3 cốc vào. Khi mà mình cho 3 cốc vào rồi, mình sẽ giảm lửa nhỏ xuống. Giảm lửa nhỏ xuống và nắp mình chỉ đậy hờ thôi và mình không đậy kín. Hơi nước nó sẽ bay lên bớt một phần, nhưng mà vẫn đảm bảo bánh nó chín và hơi nước nó sẽ không bị nhỏ ngược lại vào bánh. Với 3 cốc bánh flan như vậy thì mình sẽ hấp trong bao lâu bạn? Tùy theo kích cỡ của cốc. Với cái cốc như thế này thì mình sẽ hấp từ khoảng 15 cho tới 20 phút. Thí dụ như nếu mà mình làm gia đình thì hay làm một cái ổ to hơn thì mình sẽ hấp trong vòng 1 tiếng chẳng hạn. Thì tại vì mình giảm cái lửa nhỏ xuống thì cái độ sôi của nước, cái độ nóng của nước nó cũng giảm theo. Và cái nắp mình để hở nữa nên nó kéo dài thời gian, nhưng mà đảm bảo cái bánh thành phẩm của mình sẽ mịn và không có bị rộ. Thì bây giờ bánh bắt đầu chín rồi đó. Bây giờ Mạnh Tùng lấy bánh ra và Mạnh Tùng để cho nguội bớt, mình hãy cho vào tủ lạnh nhé. Rồi thì Mạnh Tùng giúp đỡ nha. Cẩn thận, Tùng nóng. Dạ. Rồi. Bây giờ Mạnh Tùng sẽ mang ra cho nó nguội bớt này, rồi sẽ để vào tủ lạnh khoảng bao lâu? Khoảng 1 tiếng cho tới 1 tiếng rưỡi. 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi. Rồi, đợi Mạnh Tùng chút nào. Rồi. Rồi, chắc là phải đợi lâu đấy, bởi Mạnh Tùng thấy là để tủ lạnh xong chắc phải đỡ nửa tiếng, 1 tiếng nhỉ? Đúng rồi, phải để 1 tiếng để cho bánh nó đủ lạnh lận. Nên Hà có chuẩn bị sẵn 3 cái bánh. Và đã đủ độ lạnh luôn rồi. Thì bây giờ mình có thể thưởng thức món bánh này. Mạnh Tùng cho Hà một cái đĩa ha. Dạ. Bánh đủ độ lạnh và mềm mịn lắm. Tùng có thể thử ha. Trước đây Mạnh Tùng ăn caramel rất là nhiều và đây là một món khoái khẩu bởi vì Mạnh Tùng rất là hảo ngon. Nhưng mà bây giờ thì sẽ phải thưởng thức.
trà xanh nhất định. Có hương vị trà xanh man mát, ăn cũng khá là lạ. Tiếp theo là có hạch này, béo ngậy của trứng kem, còn thêm vị sần sật của hạch nữa, rất là hay. Chắc chắn các bạn nhỏ sẽ thích cái món bánh flan này đấy. Tiếp theo là phô mai. Quả thực là đối với bánh flan phô mai thì lại có một hương vị rất là khác và độc đáo. Vị phô mai hơi chua chua nhưng lại rất là ngậy và béo. Đây sẽ là những món mà tôi nghĩ rằng rất nhiều người sẽ thích, đặc biệt là các bạn nhỏ đấy. Cảm ơn bạn Khánh Hà ngày hôm nay đã tới tham gia chương trình và giúp cho Mạnh Tùng cũng như là quý vị khán giả có thêm được nhiều lựa chọn trong việc là làm các món bánh flan. Quý vị khán giả thân mến, đến đây thì thân bếp của chúng tôi xin được khép lại và hy vọng quý vị sẽ làm ngay những món này để chúng ta cùng trải nghiệm một hương vị mới, một phong cách mới của những món bánh flan. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và mọi thông tin thư tưởng góp xin mời quý vị hãy gửi về cho chúng tôi thông qua địa chỉ email vui sống mỗi ngày a@vietnam.com.vn. Thân ái chào tạm biệt.